Đô thị Tà Vương, tập 41. Là nhiều. Không hổ danh là gia tộc thượng quan. Dược liệu hiếm thấy mà nhanh thế đã tìm được nhiều như vậy rồi. Lần này thực sự tốn không ít tiền. Trong đó có một số dược liệu đều do bạn cũ lão già cất kỹ. Không hổ là danh là trợ lý số 1, năng lực làm việc rất là cừ đấy. Vương Tranh, mau thử đi, chúng tôi không thể đợi được nữa rồi. Được rồi, cho tôi một căn phòng trống, bây giờ tôi đi nấu thuốc. Wow. Vương Tranh, sao cậu biết nhiều thứ thế? Vừa có tài năng, lại còn biết chữa bệnh. Đừng có khen ngợi tôi quá, tôi nhận không nổi đâu. Thật ra, liên quan đến y học, tôi bị sư phụ ép buộc vác mấy cuốn sách cổ, tuyệt đối là một kẻ gà mờ. Sao cậu trở nên lợi hại thế chứ? Có phải là thường cầm dao, sau đó tiến hành dã ngoại huấn luyện sinh tồn? Cầm dao còn tốt, lão giờ đâu ép tôi dùng tay không. Hơn nữa còn phải hoàn thành nhiệm vụ hái dược liệu, nếu không hoàn thành thì phải chịu phạt. Không những huấn luyện tăng gấp đôi, mà còn phải vác thêm mấy cuốn sách thuốc sầu lưng. Sư phụ cậu cũng ác thật, tôi nghĩ nếu cậu viết một cuốn tự truyện, nhất định rất là hot. Tự đề nên là cuộc sống hạnh phúc của vệ sĩ, để người khác thấy cả ngày một vệ sĩ bị tiểu thư ức hiếp thế nào. Ây, mắt trợn ngược. Cậu không muốn viết thì thôi, nhưng cậu không phải là một vệ sĩ, mà là vệ sĩ cao cấp. Thuốc đã sát xong rồi. Mau, đưa qua cho họ đi, Vương Tranh. Nếu lần này có thể chữa được bệnh cho họ, tôi sẽ thế nào đây? Lấy thần báo đáp à? Cô bé thế này, tôi phải cần nhắc kỹ mới được nha. Tôi đùa đấy. Mau mang thuốc qua cho người bệnh đi. Lần này cựu dân nhờ cả vào cậu đấy. Đây là kỳ tích, thật sự là kỳ tích. Trợ lý Nghị, lập tức mở cuộc họp báo, thông báo tình hình sức khỏe của người bị trúng độc hiện giờ. Vâng, cái đám phóng viên đang ở hội trường rồi. Chuyện bên này mới xong được một phần, tôi lập tức đi đến chỗ nhà cung ứng. Chỉ còn manh mối nhất định thì cơ sở sẽ tra ra. Sao cô chắc bên cung ứng xảy ra vấn đề? Tại sao không phải là bên bán hoặc là trong quá trình vận chuyển? Không thể nào. Không sao, nhãn hiệu máy lọc nước Mỹ dịu đắt hơn các nhãn hiệu khác, vì trong máy lọc nước có chứa con chip. Hả? Con chip thật là hiếm thấy nha. Nếu như không có mật mã biến động, không thể nào mở được máy đổi mọi lỗi lọc. Trên Triệu Lợi là đại xí nghiệp sản xuất lỗi lọc, sản phẩm gần như là độc quyền trên thị trường Trung Quốc. Về phía bảo vệ sản phẩm làm rất là đúng hạn, hay thật là mơ hồ, hỗn loạn. Sản phẩm của công ty Triệu Lợi là do họ làm ra, vì vậy không thể xảy ra chuyện ngoại muốn. Vấn đề chính là nội bộ Triệu Lợi, mà còn đặc sắc hơn là phá án nữa. Cô có thể đi đến đội hình sự là một nữ cảnh sát đấy. Vậy chúng ta chia ra hai đường, tôi và Vương Tranh đi điều tra bên công ty Triệu Lợi, Ngụy Văn ở lại thủ đô điều tra xem ai đứng xúi dục dân loạn, dân chúng làm loạn. Thưa chủ tịch. Hay, tốt. Lần này đến trường Gia Cảng là do cậu phụ trách, tôi làm thư ký của cậu thế nào? Hả? Đại tiểu thư của tôi làm thư ký cho tôi á? Cô lại muốn chơi trò gì đây? Không đùa đâu, tôi chỉ nghĩ lấy một thân phận để điều tra thôi. Nếu như tôi lấy thân phận chủ tịch cựu dùng đến công ty Triệu Lợi, vậy thì những người đó nâng tôi lên tận mây, cái gì cũng nhìn không rõ. Tập 42. Vậy cô là thư ký của tôi lấy thân phận gì đây? Phó giám đốc cấp cao tập đoàn quốc tế cựu dung đi. Cậu xem danh thiếp này tôi đã chuẩn bị xong rồi. Hóa ra cô có dự định từ trước rồi. Có phải tất cả phó giám đốc của quốc tế cựu dung đều có lương của vệ sĩ không? Tôi chính là muốn kéo cậu cùng xuống nước, tìm cơ hội trong cuộc họp nội bộ tuyên bố cậu chính là nhất nhân chi hạ cựu dung. Nhất nhân chi hạ? Cô ở trên tôi. Đúng đó, tôi ở trên cậu. Ơ, nghĩ cái gì đây? Tôi đã bảo người trên công ty Triệu Lợi nghênh đón tận cửa. Phó giám đốc Vương, hiện giờ chắc chúng ta nắm chắc rồi chứ? Đại tiểu thư của tôi ơi, chỉ còn lần này thôi, về sau tôi không dám để cô làm thư ký của tôi nữa đâu. Phó giám đốc Vương, tôi là Lý Lợi, người phụ trách bên Triệu Lợi. Gặp được ngài thật sự là vinh hạnh. Sự việc lần này còn nhiều vấn đề, vào trong rồi hẳn nói. Anh Lý, sự việc lần này không biết phía bên anh có manh mối gì chưa? Chuyện đó trước mắt vẫn chưa có tiến triển gì, mà căn cứ vào kinh nghiệm sản xuất trước kia của Triệu Lợi thì nói suông thì không cần nói nữa. Tôi hỏi một câu, ngôi bộ phận kiểm tra an toàn bảo về sản phẩm, các bộ phận khác có phải trước giờ không đụng đến loại lọc không? Đúng vậy, chúng tôi đưa nguyên liệu vào phải tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt, quy trình kỹ thuật sản xuất để do hệ thống kiểm soát. Không chỉ có hai bộ phận này có cơ hội tiếp xúc đến thôi. Tôi còn sách nhân viên gia nhập và rời khỏi của hai bộ phận này một năm trở lại đây, càng nhanh càng tốt. Tôi đi lấy liền. Ngồi ra liên hệ cục cảnh sát trường Gia Cảng để bọn họ tiến hành bài kiểm tra nói dối của tất cả nhân viên ở hai bộ phận này, đương nhiên bao gồm can. 50 câu bài kiểm tra nói dối đều do tôi đích thân đặt ra, được đều nghe theo phó giám đốc Vương.
Còn chi nhánh công ty, mời các vị vay về mở cuộc họp các phòng ban. Nếu như còn có thời gian, tôi sẽ qua đó xem. Vâng, chúng tôi chi nhánh công ty đợi ngài ký qua. Đúng rồi, chi nhánh công ty ở đâu? Ở tòa nhà Quốc Thái, nhưng năm sau chuẩn bị chuyển đi, đã báo lên trụ sở chính rồi. À, chuyển đến đâu? Sau khi quảng trường Thiêu Nam thời đại hoàn thành muốn trở thành công trình mang tính kiến trúc của trường Gia Cảng, chúng tôi đã chuyển qua đó. Đối với việc mở rộng chi nhánh, công ty cũng có lợi chút. Địa bàn của sở Thiêu Nam tạm thời thì đừng chuyển qua, chứ dù là chi nhánh công ty của Cự Dung Quốc tế cũng cần có văn phòng làm việc của mình, một năm sẽ xây thôi. Cười. Vấn đề tiền vốn phải làm sao? Đợi sau khi đề án đưa lên trụ sở chính, tôi sẽ đích thân xét duyệt. Nhưng chắc chắn còn bán dự toán của cậu, chuẩn bị tâm lý làm cho tốt đi. Vâng, thưa Phó Giám đốc Vương, tôi đã bán tầng trệt của quảng trường Chiêu Nam thời đại rồi. Tiền vốn tăng vọt lên không ít, sẽ nhanh báo lên trụ sở chính. Vậy về hết đi. Ở đấy, Phó Giám đốc Vương, tôi dở gì có thể mượn cáo oai hùng một lần, nhưng đủ ghiền rồi. Có tưởng tôi không biết sao, chi nhánh công ty bên trường Gia Cảng béo bở như vậy, chứ dù tất cả đều do hắn tính toán, cho vay mấy năm, còn xong rồi. Tôi chỉ là muốn chấp tay cho sở Chiêu Nam thôi. Cậu không sợ ảnh hưởng đến quan hệ của tôi và sở Chiêu Nam sao? Bây giờ tôi chưa muốn lột bỏ mặt nạ với sở Chiêu Nam đâu. Ý gì thế? Cạnh tranh hợp lý mà thôi. Chẳng lẽ phía nhà đó chỉ có sở Chiêu Nam nói là xong thôi sao? Cư dân đã bắt đầu tiến quân bên ngành điện. Nếu như muốn khai thác bên nhà đất, há không phải là gỗ phục vụ rồi? Nhưng điều này không phù hợp với chính sách tài sản nhất quán của Cự Dung. Hơn nữa là do tiền vốn chúng ta dư giả, tiến quân vào nhà đất rất có nhiều khả năng sẽ không quay vòng đồng vốn được. Yên tâm đi, nhân viên chúng ta sẽ không từ bỏ miếng thịt béo bở này đâu. Với thế lực của nhà thượng quan, chắc chắn có thể lấy được miếng thịt này. Mà chúng ta cũng không làm gian thương, giá nhà của Cự Dung nhất định phải giảm một chút, đừng để cho dân chúng không mua nổi nhà. Còn được tấn công đầu tiên của hai tỉnh giàu có Giang Châu và Giang Nam đi. Vậy sao tôi có cảm giác hình như cậu là một nhà từ thiện nhỉ? Tại sao cậu lại làm như thế? Đừng nói là mấy lời vì muốn dựng lên hình ảnh Cự Dung nhé. Thứ nhất, vì giá nhà ở hai nơi này cao nhất, áp lực sinh tồn mọi người rất lớn. Có chưa từng sống ở tầng lớp thấp, có lẽ sẽ không hiểu được sự khổ sở này đâu. Còn thứ hai, tôi muốn quấy nhiễu một chút trận tình từ kinh tế bên ngoài, để quan lớn bên cường hai tỉnh này khó làm. Tập 43. Tô Nam Quốc và Trường Bảo Bình Học, đây đều là dòng chính của Tô Phái. Vậy Vương Tranh, trước đây tôi đã từng nói, chứ còn cậu muốn làm gì tôi sẽ dốc hết sức. Nhưng tôi không thể thấy cậu kích động ngồi nhỡ xảy ra chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ ngăn cậu lại. Yên tâm đi, tôi sẽ không kéo theo Cự Dung đâu. Chỉ là giúp tôi sơ sơ thôi, sẽ còn mang nhiều lợi nhuận rất phong phú nữa. Phó Giám đốc Vương, danh sách nhân viên bộ phận bảo vệ sản phẩm và bộ phận kiểm tra một năm nay đều ở đây. Để ở đây đi, phiền anh Lý rồi. Ngồi ra, nhân viên rời khỏi hai bộ phận này một năm, tổng cộng bao nhiêu người, trước mắt có bao nhiêu nhân viên? Đang làm việc thì có 26 người, người rời khỏi chỉ có 3 người. Trong đó, bao gồm một giám đốc bên bộ phận bảo vệ sản phẩm và hai máy kiểm tra nói dối đã được mang đến. Mời Phó Giám đốc Vương đưa đề kiểm tra nói dối cho chúng tôi. Năng lực làm việc của các người rất cao. Đây là đề kiểm tra nói dối 50 câu. Thêm cả nhân viên quản lý cấp cao có quyền hạn, tốc độ phải nhanh một chút. 2 tiếng nữa phải hoàn thành. Được rồi, tôi lập tức đi làm ngay. Thư ký thượng quan gọi điện thoại cho trợ lý Ngụy, báo anh ấy điều tra 3 người này, đặc biệt là giám đốc bên bộ phận bảo vệ sản phẩm. Vâng, thưa Phó Giám đốc Vương, thư ký của anh đi làm liền. Lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi dạo chơi Trường Gia Cảng một vòng, xem miếng đất nào thích hợp. Bước đầu về nhà đất của Cự Dung chúng ta bắt đầu từ Trường Gia Cảng đi. Ai đang theo? Chiếc xe này là con gái của Trường Bỉnh sao? Rượt theo luôn. Xem ra cá đã cắn câu rồi. Chặn đầu. Ở Giang Châu lâu rồi tôi chưa gặp đối thủ, cũng tính anh đó. Sao, muốn đấu à? Điều kiện cô quyết, nhưng tôi còn tiền đặt cược. Điều này cũng phù hợp với lệ thường. Trận đấu trước đây của chúng tôi cũng còn tiền đặt cược. Tiền đặt cược của tôi rất lớn. Không sao, chỉ cần anh khiến tôi thua không phục khẩu phục, điều kiện anh đưa ra tôi nhất định sẽ đáp ứng. Ở Giang Châu này có rất ít việc Trường Miêu tôi không làm được lắm. Nhưng nếu anh đã về đề nghị đặt tiền cược, tôi cũng phải đưa ra một yêu cầu mới được. Vương Tân, đừng kích động. Nếu tôi thắng anh, tôi muốn một chiếc kinh tinh 15. Hả? Đó là cái gì? Một cô gái như cô không nên lái chiếc xe thô thề đó.
Mặc dù số lượng toàn cầu chỉ có 100 chiếc, nhưng tôi làm được. Được vậy, nói điều kiện của anh đi. Điều kiện của tôi đơn giản hơn nhiều. Tôi muốn một miếng đất ở Trường Gia Cảng. Hả? Một miếng đất có bao nhiêu? Ở vị trí nào? Chính là bên cạnh Hồ Ký Dương của Trường Gia Cảng, làm được không? Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ đưa tiền. Nhưng nếu đã là tiền đặt cược, tôi sẽ trả theo giá đất là 8 phần, thế nào? Tôi không thể đảm bảo có thể cho anh miếng đất 1.000 mẫu, nhưng 500 mẫu nhất định sẽ được. Còn trả 8 phần theo giá đất thì có lẽ không thành vấn đề. Anh không quen thuộc Trường Gia Cảng, còn bằng mà nói, thời gian và địa điểm do anh quyết định. Vậy thì là chạy một chuyến G1001 đi, thời gian là sáng mai, thế nào? Ok, anh có còn đổi xe hay lái chiếc ma bách này không? Chính nó có lẽ sẽ không thua cô đâu. Được rồi, sáng mai gặp. Tại sao cậu phải hứa với cô ta? Hơn nữa còn đưa ra tiền đặt cược như vậy. Đừng nói với tôi là vì tiền đặt cược mới đi đua xe đấy nhá. Hay là trước khi gặp cô ta đang nghĩ kỹ rồi? Tại sao vậy? Sao cô có thể có nhiều câu hỏi đến thế? 10 vạn câu hỏi vì sao à? Tôi thấy cậu rất giỏi trong việc đón lòng người. Mau nói cho tôi đi. Thật sự rất là đơn giản. Cô gái đó tính tình là thẳng thắn, không vòng vo tam quốc. Ngồi ra cảnh gia cảnh ra thì muốn tận lực vì điều đó cơ bản là không thể. Ở Giang Châu có thể lấy được chiếc xe sang như vậy chỉ có thể là Trường Gia ngang ngược. Trong nhà chắc chắn có tiền có lực, hơn nữa cô ta lại họ Trương. Bao trợ lý Ngụy điều tra con của cô Trương Bỉnh Hào tên là gì, tôi dám chắc 89 phần là Trương Miêu Miêu này đó. Cậu thật là nham hiểm, quá khen. Với cái tư cách là phó tổng giám đốc cấp cao cư dung quốc tế, đương nhiên phải có 2 trợ thủ rồi. Thư ký thường quan, ngày mai qua công ty Triệu Lợi xem xét kết quả bài kiểm tra nói dối. Cuộc đua xe này để tôi đi là được rồi, được không? Thật là tôi rất muốn đi cùng cậu, nhưng chuyện này cũng cần tôi giải quyết, nhớ cẩn thận đấy. Tâm, một Trương Miêu Miêu đó không lại tôi đâu. Tôi còn sợ cậu ăn cô ta nữa cơ. Nhưng như vậy cũng tốt, cậu nhờ vả con gái bí thư tỉnh ủy, một nửa Giang Châu nhất định là thiên hạ của cự dung rồi. Bớt giỡn đi, ây da, đập gì mà mạnh quá vậy? Sao tận chân trời gần ngay trước mắt, ai có thể hơn được người thừa kế gia tộc Thường Quang chứ? Cậu mới là lừa đấy. Hai người này đều vì tiền lương cao của xí nghiệp cùng ngành nên rời đi. Chỉ có giám đốc bên bộ phận bảo vệ sản phẩm ở công ty Triệu Lợi đã làm đến vị trí quản lý cấp cao, nhưng lại tự động rời khỏi, còn mang thêm một số tài liệu về sản phẩm. Lúc đó Lý Lợi cũng rất là giận, chắc chắn là tên giám đốc đó rồi. Ừ, người này tên là Lâu Hy Vĩ, năm nay 40 tuổi, làm việc gần 20 năm ở Triệu Lợi, nhận được sự khen ngợi của Lý Triệu Lợi, quan hệ lại rất tốt với ông ta. Hai người không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Hơn nữa Triệu Lợi lại là cổ phần công ty trong tay Lâu Hy Vĩ nắm cổ phần. Anh ta đột nhiên rời khỏi, nhưng cổ phần này không được, không lên có cách nào bán được, cũng có nghĩa là số cổ phần đó anh ta mất trắng. Xem ra anh ta được 1 mất 10. Tôi đã điều tra ra anh ta có con gái du học ở nước Y, hiện giờ vẫn chưa tốt nghiệp. Vậy phái người tới nước Y, hy vọng không uổng công. Bước vào cao tốc G1501. Người đẹp thật là đúng giờ. Cô gái xinh đẹp bên cạnh anh sao không đến? Cô cũng có một mình còn gì. Tôi mang thêm một người xe. Một người một xe. Tôi chạy không nổi thì làm thế nào? 5 phút, cái thanh chắn phía trước sẽ nâng lên. Đến lúc đó tôi và anh, ai ra khỏi đường cao tốc trước là thắng, ok không? Ok. Chuẩn bị, sẵn sàng, xuất phát. Véo, mất hút. Trong vòng 2 giây tốc độ của xe đã đạt tới 100, thật là lợi hại. Quốc gia, bể cua. Là bình luận về một trận đua của hai cao thủ chạy. Oxygen chạy trước với tốc độ quá kinh ngạc. Phòng kiểm tra giám sát đường cao tốc chết cha rồi, công an đã bắt đầu lên làm việc. Ồ không phải, kỹ năng lái xe của hai người này quá điêu luyện rồi, thế này quá nguy hiểm rồi, xảy ra chuyện gì sao? Mau gọi điện cho đại đội trưởng bảo vệ ngăn hai chiếc xe đó lại, nếu không xảy ra sự cố chúng ta phải chịu trách nhiệm đấy. Ồ, chào đại đội trưởng, thông báo xuống dưới hai chiếc xe này cho phép qua, nếu không thì hậu quả tự chịu. Quả nhiên là tài to mặt lớn. Trưởng, tại sao không ngăn lại? Nếu đã xảy ra chuyện thì sao? Ngăn cái đầu cậu. Con gái của bí thư tỉnh ủy đang đua xe, bảo tôi làm sao ngăn được. Quả nhiên là có trà chống lưng. Tập 45. Trở về cuộc đua của hai xe đen và xe xanh. Xe đen vẫn đang theo đuôi xe xanh. Ấy chà, vẫn đang gắng sức đuổi theo à? Chứ anh chút hy vọng vậy. Tiếp theo là khu vực ít xe rồi. Xem tôi làm thế nào để thắng anh đi.
Xe xanh đột nhiên tăng tốc. Xe và kỹ thuật đều khá lắm, thật sự khiến mình mở mang tầm mắt rồi. Nhưng xe đen cũng không thua kém gì. Xem ra thực lực của tôi nè. Hả? Xe đen đã cố vượt bằng xe xanh rồi. Hả? Tại sao anh ta còn có thể đuổi theo được? Thật là quanh quăng khoác lác. Xem ra không dùng cái này thì không thắng nổi được anh ta rồi. Vì con xe kêu xịt ít mơ ước của mình đành liều thôi. Lúc này là tăng tốc. Quả dữ, chiếc xe xanh đã dùng tăng tốc. Trời ơi, hệ thống Aziz này còn có chiêu này cơ á. Cô ta dám khởi động hệ thống này, sức hấp dẫn của Naid đối với cô ta mạnh vậy cơ à. Tốc độ đã 2 giây rồi, tại sao cô ta vẫn không ngừng chứ? Không lẽ cô ta lên trời rồi sao? 3 giây, 4 giây, 1 giây nữa là 1 giây nữa. Tuyệt đối có thể mặc kệ tình hình hoàng kia rồi. Thôi xong, xe có vấn đề. Giới hạn rồi sao? Mặt đã tái mét. Ngừng lại, mau ngừng lại, phanh cũng hư luôn. Thế là xe xanh đã bay ra khỏi vòng cuộc đua và lao ra khỏi bề rào trắng. Xe đen cũng ngừng lại luôn. Con gái bí thư tỉnh ủy này lại mà ngu thế nhỉ? Ra hỏi thăm. Mình chỉ muốn qua cuộc đua xe này lấy miếng đất trường gia cảng, thuận lợi quấy nhiễu thị trường nhà đất của Giang Tô, khiến bố cô ta không làm ăn được mà thôi. Ngay cả mục đích của mình cô ta cũng không biết. Mà vì cái xe này là liều mạng, ta là điên cuồng quá rồi. Ngu thế mình không muốn cứu cô ta đâu, thiệt cái tình. Đến giờ vẫn chưa nghe tiếng nổ, ôi thật là may mắn quá. Đúng. Cái đồ nhà dâu không cần mạng nữa sao? Ê đội trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn làm gì nữa, mau thông báo toàn đội lập tức cứu người. Bất luận thế nào cũng phải cứu được cho được. Ta đi liên hệ với bên giao thông đây. Toàn thanh. Miêu miêu. Trương miêu miêu, cô đang ở đâu? Hả, là mùi khí. Ở đây. Không biết cô nàng có bị sao hay không. Hên quá, không bị chảy máu tét đầu. Miêu miêu. Không lẽ. Tập 46. Gọi hồn mà. Ây, vẫn còn sống, dọa chết tôi rồi. Chết không nổi. Trước khi độ xe, buông lái đều là chất liệu rỗng, có thể giảm tốc phần lớn tổn hại từ bên ngoài. Nhưng vẫn cảm ơn vì anh đã đến cứu tôi kịp lúc. Quay đầu, cái gì? Không còn phải khách sáo. Xem xét bên ô tô. Chân của cô bị kẹt rồi, thả lỏng đi, tôi sẽ cứu cô ra. Hức hức cái gì? Làm đâu cô sao? Cô ráng chịu thêm một chút nữa. Không đâu, anh cứ tiếp tục đi. Hả? Chiều đâu giỏi vậy sao? Ánh sáng cuối đường hầm thực sự khiến người khác mừng đến phát khóc. Trước đây xem trên TV cảm thấy rất giả, bây giờ cảm nhận được rồi. Ngay lúc này ý thức của mình tự nghĩ tối nay có phải sẽ ở lại đây không, thậm chí còn nghĩ đến việc mất máu mà chết. Được rồi, lại không ngờ được là người đàn ông này chỉ có duyên gặp mặt mấy lần đã kịp thời cứu mình. Cô đối xử dịu dàng như thế. Trước hết cô đừng cử động, xương đùi hình như gãy rồi, cẩn thận một chút. À, đừng nhìn tôi mà. Từ nhỏ đến lớn mình chưa từng khóc trước mặt người ngoài, ngưỡng chết đi mất. Con gái mà chịu đau không nổi à? Là chuyện bình thường. Đây là thuốc đặc trị giảm đau. Uống nó đi. Tôi sẽ giúp cô cố định xương, sau đó đưa cô đến bệnh viện. Lần này chắc cô phải nằm ở đó 2 tháng rồi. Hình như không đau nữa rồi. Thật sự anh biết bó xương sao? Mà không muốn nhân cơ hội này chiếm lấy tôi à? Thứ nhất, tôi không biết bó xương, chỉ đơn giản là cố định chúng. Thứ hai, tôi sẽ không nhân lúc phụ nữ gặp nguy hiểm mà có ý đồ xấu. Tôi không phải loại người đó. Xem ra, kỹ năng học được lúc đi lính ở đâu cũng rất hữu dụng. Mảnh vải này không đủ dùng. Ôi, cái áo mình mới mua. Anh... Người anh sao lại có nhiều vết sẹo như thế? Đây đều là huân chương của tôi đó. Sao? Thích tôi rồi à? Ta tiếc tôi không có ý gì với cô. Lung tung, tôi chỉ đang tò mò mà thôi. Không. Không giống đám đàn ông lúc trước mình gặp. So ra, cái đám cậu ám tội sơn mặt phấn thật khiến mình buồn nôn. Xong rồi, người đàn ông này mang trên người toàn là những vết sẹo, rốt cuộc sau đó ẩn giấu những câu chuyện gì? Thật sự khiến người khác tò mò mà. Được rồi, Trường tiểu thư, đừng ngay ra đó nữa. Hả? Chúng ta đi thôi. Chậm thôi, tôi vẫn còn bị thương đó. À, áp sát vào. Đừng nhẹ một chút, Trường tiểu thư, tôi muốn cùng cô bàn một việc. Cái chuyện gì? Anh cứ nói. Chúng ta có thể đừng cứ dính chặt vào nhau như thế này được không? May mà tôi ổn định, nếu không thì bây giờ có thể giở trò đồi bại rồi. Cái đồ lưu manh. Cuộc đua đã chấm dứt tại đây. Đội trưởng, nhóm người phải đi buổi trưa,
đến nay vẫn chưa báo tin về. Từ camera thấy được chủ nhân của chiếc xe này xuống đây để cứu người, chúng ta cũng có thể từ chỗ này hành động. Ý của tôi là vậy. Tất cả mọi người lập tức xuống dưới tìm kiếm. Tìm không được tiểu thư Trương thì đừng có về. Không cần nữa, hả? Tôi đã đưa cô ấy về rồi. Xương chân của cô ấy đã bị gãy rồi. Trước tiên đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra. Hãy chờ đại tiểu thư của tôi. Cô dọa chết tôi rồi. Nếu cô xảy ra chuyện gì thì bảo chúng tôi phải sống làm sao đây? Lo lắng cho tôi như thế, tại sao không sớm hành động đi, mà còn đến bây giờ mới chịu ra tay hả? Cô tưởng tôi tập hợp nhiều người như vậy tìm cô dễ lắm à? Đúng là tư tưởng con cháu nhà giàu. Đi rồi, ngoan ngoãn nằm ở đây đi. Vết thương của cô chưa đến 1-2 tháng, đừng nghĩ đến chuyện xuống giường. Yên tâm mà dưỡng thương, trong vòng nửa năm không được phép lái xe. Được thôi, miễn cưỡng nghe lời anh một lần. Nhưng anh nhất định phải đến bệnh viện thăm tôi, cùng tôi giải sầu. Rồi, cô chán thì cứ gọi điện cho tôi. Đây. Ok. Văn phòng viện trưởng. Kết bố xương này thật là hoàn mỹ, thật giỏi, đúng là nhân tài hiếm thấy. Tôi hỏi bệnh tình của con gái tôi thế nào, ông lại cảm thấy hiếm thấy nửa ngày trời. Bí thư tỉnh ủy Trương Bình Hào. Cách nối xương này thật là khéo léo, tức là rất hiếm gặp. Nếu không phải có người dùng cách này nối xương cho cô ấy, e lần phải trên dược 5 đến 6 tháng rồi. Bây giờ chỉ còn 1 tháng là có thể hồi phục. Vậy ông cũng có cách này chứ? Tôi từng thử qua, đáng tiếc, nhưng điều ghi chép lại trong sách không đầy đủ, nên tôi đã từ bỏ. Không ngờ trên thế giới này thật sự có người biết dùng cách này. Người này tuyệt đối rất giỏi, nếu có thể làm quen được thì tốt biệt mấy. Nếu quả thật như lời ông nói, tôi thật sự muốn gặp người này để cảm ơn. Phòng bệnh. Chưa đến nửa ngày mình đã thấy chán rồi, hay là gọi điện cho anh ấy nhỉ? Cậu ta là ai? Hả? Vương Tranh? Cái gì mà Vương Tranh chứ? Còn không quen, uống một trả dành thiếp lại cho con. Còn giả ngây giả ngô làm cái gì? Lộ ra hết trên mặt rồi kìa. Mau nói, con nhóc này thuộc gia tộc nào, có thể khiến con gái bố ngày nhớ đêm mong? Con thật sự không biết. Sao bố lại nôn nóng thế chứ? Mình cũng mới chiều nay được biết tên anh ấy. Ai biết anh ấy thuộc cái gia tộc nào? Rồi, vậy bây giờ đã bố cho người đi điều tra. Bảo cô ta đừng hòng toàn tính dụ dỗ con gái bố. Chỉ có người như tôi nhiên nhiên mới xứng với con gái của bố. Tập 48. Bố, ô làm gì thế? Người mà tôi thiên nhiên thích là Trương Minh Kỳ. Tất cả người ở thủ đô đều biết, sao bố còn không rõ chứ? Bố không có hồ đồ. Cái người tên là Vương Tranh mà con nói, sao mà so sánh được với anh em nhà họ Tô? Có thể ngồi lên vị trí phó tổng của cô Dung, tuổi tác đều đã lên 40 rồi. Nói anh ấy 40-50 tuổi chứ, Vương Tranh cùng lắm chỉ mới 25-26 thôi. Vào cái tuổi đó có lẽ làm phó tổng lẽ nào còn không được gọi là tuổi trẻ tay cao sao? Có như thế quả thật là có bản lĩnh. Vương Tranh này là người cứu con. Đúng vậy. Cô ta cứu con, nhà họ Trường chúng ta xem như nợ cô ta một ân tình. Làm thế nào để còn báo đáp cậu ta đây? Bố cho anh ấy một mẫu đất đi, ở bên hồ Ký Dương của Trường Gia Cảng. Sao? Đó là yêu cầu của cậu ta? Yêu cầu cao thật, tham vọng cũng không nhỏ. Không phải đâu, con cược với anh ấy đấy. Mẫu đất chính là tiền đặt cược. Kỹ thuật của con không bằng anh ấy nên bị lật xe. Anh ấy rõ ràng là có thể đi đến điểm cuối. Mặc kệ con, không ngờ lại dựng xe cứu con. Vì vậy con hóa ra là vậy. Được rồi, một ô đất có thể cho cậu ta, nhưng cậu ta phải cần một bản kế hoạch, bản thiết kế được thông qua. Trong đó các chi phí liên quan đều do cậu ta phụ trách. Đây là yêu cầu của báo của bố. Tốt quá rồi, con biết bố thường con nhất mà. Không giống như mẹ, quản con rất là nghiêm. Nói đến mẹ con, bà ấy nghe tin con nằm viện, lùi hẳn một xảo sát hương đảo sang một bên. Không chừng bây giờ đang trên máy bay bay về. Xong rồi, lần này tuyệt đối bị mẹ cấm túc rồi. Được rồi, bố có cuộc họp ủy quyền phải đi đây. Con nghĩ cách ứng phó với mẹ con đi. Đằng nào cũng vậy rồi, cấm túc thì cấm túc. Nhưng anh ấy khi nào sẽ đến thăm mình đây? Sao mình cảm thấy nhớ anh ấy, đây phải là nhất kiến trung tình không? Tôi biết rồi, thế giỏi là được, đừng có đánh rắn động cỏ. Tôi không tin Lâu Hy Vĩ, ngay cả con gái mình cũng không gặp. Người phóng viên tên là Trần Bác Văn thì sao? Đã nghe ngóng được rồi, anh ta nhận 5 vạn của người khác đến làm loạn. Trước lúc anh ta tiếp tục làm loạn, tôi đã dùng tiền để mua chuộc anh ta rồi. Có điều người xa khiến anh ta làm loạn vẫn chưa biết là ai. Thủ đoạn đê hèn không có cách nào tìm được. Vậy tôi biết rồi, tiếp tục theo dõi cho tôi. Đối thủ này thật là khiến người khác đau đầu. Cứ một bên thăm dò, mặc dù phải thủ đoạn gì, nhưng nếu có sơ suất, cứ không để cự dùng vạn, kiếp bất phục.
là nói người còn phải đề phòng. Làm võ sĩ cho Ti Ti tức là mệt quá đi. Vào một ngày trời đẹp, Thanh Phi đến đâu rồi? Chị ấy xuất phát từ thủ đô, theo tốc độ thì có lẽ đã đến cùng một ngày với chúng ta. Nhưng tại sao cậu cùng tôi đến nhà Thanh Phi? Ây, cô thật là nhiều lời đấy. Tôi là vợ sĩ của cô mà. Cuối cùng cũng phải gặp mặt rồi. Người vợ anh Thịnh rất yêu quý. Và tôi viết thư cho tôi, nói rằng cô ấy rất nhớ tôi. Tôi cũng rất nhớ cô ấy. Hả? Dây này đẹp, thật là đẹp. Cô ấy chắc là xinh lắm. Để tôi nghỉ phép liền đi mua, gửi về cho cô ấy. Xem ra tôi không về được rồi. Chờ dây này vẫn chưa gửi được cho cô ấy. 49. Tỉnh Công Tô Trấn Lý Nhân. Khoảng chừng một tiếng nữa là đến xóm của chị Tịnh Phi. Sao tôi có cảm giác cậu rất quen thuộc nơi này? Rõ ràng rất khó tìm, cậu lại chạy quen đường như thế. Cậu từng đến quê của chị Tịnh Phi à? Ây da, trúng tim đen rồi. À, mấy năm trước tôi đến đây xử lý công việc thôi mà. Nghe anh Thịnh nhắc tới nhiều năm, con đường này nhắm mắt cũng có thể đi đúng. Ủa, là thế sao? Cũng tới nơi rồi. Hai năm nay mình chưa về nhà, sao mà trong nhà thay đổi nhiều như thế này? Trước, bây giờ là hiện tại. Ây da, một trời một vực. Con ngon, về rồi mà sao không mau vào nhà đi? Ở ngoài không nóng à? Nhớ. Đừng khóc con. Con ngon, cuối cùng con cũng đã về nhà. Nhớ con chết đi được. Mẹ, lần này đi cùng con đi. Chúng ta đến thành phố sống, con sẽ chăm sóc mẹ. Không được, con xem nhà chúng ta xây lại thành nơi lớn như thế, ông bà nội con đều dọn vào ở cả. Sống những ngày tháng vui vẻ, chúng ta đều không nỡ đi. Tiền xây nhà từ đâu mà có? Việc này tốn không ít tiền đâu. Hơn 60 vạn đều là dùng tiền con gửi về. Con gái của mẹ thật là giỏi, mỗi tháng đều gửi về nhà hơn 2 vạn. Nhưng lần sau đừng có phần ra 2 lần gửi nữa. Phải đi lên trấn rút tiền thật là phiền phức. Được, con muốn mẹ và ông bà nội sống tốt mà. Hơn 2 vạn tiền lương của mình đâu có nhiều đến thế. 2 lần gửi tiền về nhà, lẽ nào ngồi mình ra? Còn có những người khác gửi tiền về nhà, lẽ nào là gửi nhầm? Nhưng sao gửi nhầm nhiều năm thế được? Được rồi, mau vào nhà đi, đừng ở ngoài phơi nắng nữa con gái. Đây, khoan đã, thiết kế kiểu dáng bộ đàm này là bộ sưu tập nhãn hiệu quốc tế. Mẹ, bộ đàm này mặc rất thoải mái. Năm ngoái con gửi về, mẹ cứ không nỡ mặc. Lần này con về, mẹ liền lấy nó ra mặc đấy. Lại là mình gửi về. Bộ đàm này vào lúc bán ra, giá ít nhất cũng hơn 1.000 lượng vàng một bộ. Và được rồi, ngay ra đó làm cái gì? Mau vào nhà ông bà nội đang đợi con. Chào ông bà nội ạ. Tịnh Phi à, cháu về rồi à? Cháu có biết không, nhà lão Phí đầu xóm hẹn mấy lần rồi, muốn cháu gặp mặt Phí Lâm, con trai họ. Phí Lâm cháu có nhớ không? Nhớ à, chính là cái tên chảy nước mũi ấy chứ gì. Chính là cái tên chảy nước mũi. Nhớ gì? Nhớ thì tốt rồi, Tịnh Phi à. Phí Lâm bây giờ cũng đang làm việc ở thủ đô, nghe nói còn làm giám đốc marketing. Một năm kiếm không ít tiền, nghe nói còn có một căn nhà ở thủ đô nữa. Ta thấy hai đứa càng nhìn càng hợp, cháu gặp mặt nó, chúng ta tìm thời gian định chuyện của hai đứa. Cái gì? Ơi, sự nghiệp của cháu bây giờ đang thăng tiến, bây giờ vẫn chưa muốn nghĩ đến việc yêu đương, huống chi là kết hôn. Vậy thì không được rồi, tuổi cháu cũng không còn nhỏ nữa. Thằng bé Phí Lâm tốt như thế, cháu hai năm nay chưa gặp nó, bây giờ trông nó rất là được. Chỉ bằng gặp nhau một lần thôi, không chừng cháu sẽ thích nó đấy. Không cần đâu bà ơi, cháu thực sự vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn sớm. Thịnh Phi à, bà con đã nói vậy rồi, con đi gặp một lần thôi. Mày à, con thực sự là... ai về đây? Phí Lâm. Ông nội, bà nội, gì? Thịnh Phi về rồi sao? Nhiều năm không gặp, cậu nhóc chảy nước mũi. Cậu còn nhớ sao? Chuyến chảy nước mũi đã lâu rồi không còn nữa. Cậu thay đổi nhiều thật, cậu cũng trở thành đại mỹ nữ rồi. Trước đây ai cũng không ngờ thôn chúng ta có thể có một người tài giỏi như cậu. Uống nước đi, cậu có thể dựa vào nỗ lực bản thân mua nhà ở thủ đô cũng rất là giỏi. Không giống như tớ, đến giờ vẫn ở nhà của bạn. Giá nhà thủ đô bây giờ rất là đắt, hay là cậu qua nhà tớ đi.
Một nhà hai phòng, sửa sang cũng 3 tháng rồi. Bây giờ dọn vào là được, cậu ở cùng tớ tiện chăm sóc lẫn nhau. Như thế không tiện lắm. Có gì mà không tiện chứ? Đúng đấy, có gì mà không tiện chứ? Hai người chúng ta mỗi người một phòng, tuyệt đối không ảnh hưởng đến nhau. Chuyện này rốt cuộc nên từ chối thế nào đây? Ai đó giúp mình với. Thế này đi Tịnh Phi, lần này về thủ đô tớ giúp cậu chuyển nhà. Cậu mới về tớ không làm phiền cậu nữa. Cái nhà cậu cứ nói chuyện đi. À khoan đã, vội cái gì chứ? Lẽ nào chỉ muốn nói chuyện với Tịnh Phi, không muốn ở lại nói chuyện với ông bà à? Lát nữa ở đây ăn cơm đi. Nếu ông bà đã mời, vậy cháu cung kính không bằng tuân mệnh. Ông nội thật là hiểu cháu. Lại đây, nói cho ông nghe về căn nhà của cháu đi. Không có gì để nói, cũng là một căn nhà hai phòng mà thôi. Nó đã phi làm biết một thời gian nữa, mình sẽ trở thành cổ đông lớn của Lam Hải, tài sản hàng nghìn tỷ. Liệu cậu ấy có xấu hổ muốn đụng thổ không? Nào ăn cơm thôi. Tịnh thích Tịnh Hào, đừng đùa nữa. Lại đi ăn cơm. Bữa cơm quay quanh bàn tròn, quá ngon. Tím vất vả rồi, nếm thử món thịt kho tàu của cháu đi. Cháu thật là ngon, nếu là con gái của Tím thì thật là tốt quá. Tịnh Phi à, cháu nói thật đi, đến tuổi cháu nên tìm bạn trai rồi. Con gái ở ngoài, ở bên ngoài làm việc thì còn có thể tám chuyện được nữa hả? Xoay quanh chú đời này yên không thấy chán sao? Không biết Thi Thi và Vương Tranh đến đâu rồi, mau đến cứu mình đi. Ai gõ cửa thế nhảy? Mẹ, hình như bạn con đến rồi, để con ra đón họ. Căn nhà này xây lại đẹp đấy. Thì Vương Tranh, cuối cùng hai người cũng tới. Cái chuyện gì à? Tại sao lại có một người con trai? Đối thủ đã tới rồi. Tập 51, hai người đến thật là đúng lúc. Mẹ, đây là bạn thân nhất của con, Thượng Quan Thi Thi. Chào dì. Thường nghe Thịnh Nhi nhắc tới dì, cháu sớm đã muốn đến thăm mọi người rồi. Dì cũng nghe Thịnh Thịnh, Thịnh Phi nhắc đến cháu. Nó không nhờ cháu giúp đỡ Tịnh Phi, không biết còn gặp được bao nhiêu khó khăn nữa. Nhắc đến dì vẫn phải cảm ơn cháu. Mẹ, đây là Vương Tranh, là bạn tốt của con. Chào chị dâu. Rất muốn đến thăm chị, nhưng lại không có thời gian rảnh. Chị dâu. Vương Tranh, cậu nói cái gì vậy? Sao lại gọi là chị dâu chứ? Thôi tiêu rồi, thường miệng nên tiện mồm nói. Trước đây trước mặt lão Tịnh đều gọi như thế vẫn không sửa được. Chào dì. Con trông thấy dì trẻ hơn tuổi nên mới gọi như thế, dì đừng để ý. Nói ngon nói ngọt. Chào cậu. Tôi tên là Phí Lâm, là bạn cùng trường với Thịnh Phi, cũng làm việc ở thủ đô, hiện tại đang ở Hòa Viện Thành Trí. Tôi là Vương Tranh, năm nay vừa mới tới thủ đô làm việc, hiện tại vẫn chưa có nơi ở, coi như là ăn nhờ ở đậu đi. Nhưng tôi chưa hề nghe đến khu Hòa Viên Thành Trí. Người này thật là buồn cười, làm gì có người nào lúc giới thiệu bản thân nhắc đến nơi ở của mình chứ. Chỉ là một căn hộ mà cũng muốn để cho người khác thấy thành tựu của mình. Thiệt tình, cậu năm nay mới đến, nửa thủ đô có thể vẫn chưa dạo qua, không biết cũng là chuyện bình thường. Rảnh thì tới chỗ tôi chơi. Người nơi khác đến thủ đô làm việc như chúng ta cũng không dễ dàng gì tìm được giúp đỡ lẫn nhau. Cậu làm việc gì? Làm bảo an kiêm luôn tài xế. Thế à, bình thường làm bảo an cũng rất rảnh. Tôi thường ngày đều làm việc đến nơi, đến hơn 9-10 giờ tối. Bảo an, sao mà bị được với mình? Sao mà mình cảm giác người này đang cố phần cao thấp với Vương Tranh thế nhảy? Lẽ nào, thú vị đây. Ấy chà, cậu đừng khiêm tốn nữa. Vừa nãy mới tiêu hơn 1.000 vạn mua chiếc Mi Bách, thế mà bây giờ giả vờ là chỉ làm bảo an sao? Cái gì, anh ta không phải là bảo an sao? Cái chiếc Mi Bách bên ngồi là anh ta mua. Hai người này ai nói thật ai nói dối đây. Được rồi, ngồi xuống nói chuyện đi. Ăn thử đậu phộng vừa mới thu hoạch năm nay, được rang theo công thức gia truyền. Wow, ngon quá. Chính là cái mùi vị này, giống hệt lúc trước chị dâu gửi cho anh Tịnh. Ăn đậu phộng rang sao mà vui đến thế sao. Wow, ngon quá. Thi Thi và Vương Tranh vừa nhìn đã biết hai đứa là những người tốt. Thịnh Phi có bạn bè như các cháu, bà thật sự rất là yên tâm. Bà ấy còn có cháu nữa, sau này cháu sẽ chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Để có thời gian cháu sẽ dẫn ông bà đến thủ đô chơi. Được rồi Thịnh Phi, cháu xem. Phí Lâm đối với cháu rất thật lòng. Hơn nữa hai đứa quen biết từ nhỏ, bà nhìn sao cũng thấy hai đứa rất là hợp. Bà đừng hỏi cháu nữa, cháu nói thật với bà, thật ra cháu có bạn trai rồi. Hả? Chuyện gì đây? Cứ thế mà kết thúc luôn à?
Phí Lâm ghen với Vương Tranh, mình xem chưa đủ mà. Chính là anh ấy. Quách. Tập 52. Trời ơi, lại nữa. Nằm không cũng trúng đạn nữa. Đừng làm vậy nữa có được không? Đến đâu cũng trở thành bia đỡ đạn vậy. Mọi người đều đang nhìn đó. Ngay cả Thịnh Phi cũng vậy nữa. Ai tiền là bực mình. Mượn cô ấy được chứ? Ok. Giúp mình đi. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó mà. Ai. Giấc luôn. Thưa bà nội và dì, cháu xin phép được nói thật rằng cháu và Thịnh Thịnh đã quen nhau hơn nửa năm. Cô ấy muốn đợi một thời gian nữa rồi dẫn cháu về giới thiệu với mọi người. Không ngờ công tác ngăn đây, tiện thể đến chào hỏi mọi người trước. Nắm chặt một chút. Buông ra. Đừng có cử động, thế này mới giống thật. Ăn bớt của người khác mình làm không được. Nắm tay thì cũng không được à. Bà nội, chú biết bà thương Thịnh Phi nhất. Cứ lo lắng cô ấy ở bên ngoài không an toàn. Bây giờ mong bà yên tâm. Cô ấy là. Cứ khó nghe thế, có phải đang trả thù mình không đây? Đứa trẻ ngoan, bà càng thích cháu rồi đó. Thịnh Phi giao cho cháu bà cũng yên tâm. Hả? Cái tình huống gì thế này? Nổi máu ghen tức lên rồi. Bà nội, không phải đứng về phía mình sao? Sao đột nhiên? Do Thịnh Phi cố ý sao? Có bạn trai mà không nói ngay từ đầu, là cố ý khiến mình mất mặt sao? Sau khi công khai thân phận hai người đó, cứ liếc mắt đưa tình, thật là chọc tức người khác mà. Tức quá. Bà nội không còn sớm nữa, cháu về trước đây. Mình chưa bao giờ mất mặt trước nhiều người thế này, tức chết đi được mà. Ý là mà, sau này có cô gái tốt, bà sẽ giới thiệu cho cháu, cháu đừng buồn nhé. Đợi đó, cho dù là bảo an hay là chủ chiếc xe sang đó, về thủ đô, các người sẽ biết tay tôi. 8:30. Mẹ à, không còn sớm nữa, mau nghỉ ngơi đi. Ngày mai rồi hẳn nói. Dạ, thời gian trôi nhanh quá, tất là chuyện chưa đủ với cháu rể mà. Cháu rể cái sừng ngô này sao đến nhanh như thế chứ? Trước đây mình còn là đội trưởng của anh Thịnh mà. Cháu rể à, bà hỏi cháu có phải cháu và Thịnh Phi ở cùng nhau không? Đúng ạ, cháu ở cùng nhau. Ồ, bà nội đừng nghe anh ấy nói bậy. Cả hai bọn cháu đều sống trong nhà ở TT mà thôi, không phải là cùng một phòng. Sao còn ở đây bày trò chuyện thế? Thịnh Phi, Vương Tranh, các con mau đi nghỉ ngơi đi. Phòng ngủ ở bên phía đông TT. Ở phòng phía tây lầu 2, Di đều dọn phòng cả rồi. Ơi, Bình yếu cả luôn. Mẹ, sao ngay cả mẹ cũng tối nay họ không ở chỗ chúng ta đâu? Hả? Sao vậy? Công ty xảy ra chút chuyện, Vương Tranh và Thi Thi đều vội về đó, cũng là tranh thủ thời gian qua đây. Mình tuyệt đối không thể ở chung với Vương Tranh. Cái loại người mặt dạ thú này. Hả? Là thế sao, Vương Tranh? Dì à, không có chuyện đó đâu. Cháu xử lý ổn cả rồi. Cái bản sói đây bị các cô lợi dụng một lần, há có thể không thu lại được về à? Muốn đuổi mình? Không có cửa đâu. Mẹ đừng có nghe Vương Tranh nói bậy. Bọn họ thật sự có việc không tin, mẹ hỏi Thi Thi đi. Ai da đây. Mau giúp tớ đi, Thi Thi. Tập 53. Hả? Đừng giúp cô ấy, nếu không sẽ không chữa bệnh đau bụng kinh cho cô đâu. Dì à, không có việc gì cả, việc công ty đã giải quyết xong cả rồi. Tối nay chúng cháu ở lại đây. Không muốn công gì dọn phòng cho các cháu. Nào, dì dẫn các cháu vào phòng. Phòng Thịnh Phi. Cậu định ở phòng tôi tới khi nào hả? Phải tới nào thì cậu mới đồng ý đổi phòng với Thi Thi đây? Tại sao tôi phải đổi phòng với Thi Thi chứ? Ở căn phòng này thiệt đã, giường vừa to vừa mềm. Bên cạnh còn có mỹ nhân nữa. Đổi phòng khác lén lút thì phải đợi các trưởng bối nghỉ ngơi mới có thể đổi, quá phiền phức. Đừng có mà ba ho nữa, định bao giờ mới trả nợ cho tôi? Trả nợ tôi giúp cậu đây. Được, vì mỹ nhân Thịnh Phi tôi thỏa hiệp. Nhưng mà cô khiến tôi làm giả làm bạn trai cô, nói thế nào thì cũng cho tôi chút lợi ích chứ. Có được lợi tôi sẽ đi. Lợi ích gì chứ, cậu đừng có được vôi đòi tiền đâu. Cậu muốn làm cái gì? Ây chà, cô nghĩ cái gì thế? Đầu óc cô không trong sáng rồi. Tôi rất tò mò, cô mặc đồ lót số bao nhiêu? Nói với tôi đi, tôi sẽ đổi phòng cho. Hả?
Cậu tại sao lại muốn hỏi chuyện này? Tôi không muốn nói thì thôi, bỏ đi. Tối nay tôi tự do. Vợ à, chúng ta ngủ thôi. Chỉ cần nói cho cậu, cậu thực sự sẽ đổi phòng sao? Ừ. Tôi... không được, tôi không nói được. được rồi, không ép cô nữa. Xem mặt cô đỏ lên hết rồi kìa. Phương Tranh, đồ khốn nạn. Ý... ấy, đùa tôi mà, tôi còn đánh cô. Chất lượng khá tốt, không bị vỡ. Bố cô thời trai trẻ sao? Đẹp trai lắm. Nhưng ông ấy mất rồi. Sự cố xảy ra trong lúc diễn tập. Sự cố? Thịnh Phi, có thời gian tôi muốn cô dẫn tới nơi này. Được, nhưng mà Vương Tranh à, tôi muốn nói chuyện với cậu. Cậu trong lòng tôi có rất nhiều nghi vấn. Tôi nghĩ chỉ có cậu mới có thể giải đáp được. Cô nói đi. Vương Tranh, tôi biết cậu không chỉ đơn giản là một vệ sĩ. Cậu còn nhiều điểm chưa thể hiện. Hơn nữa, cậu còn làm ra được cái những bộ quần áo mang nhãn hiệu xa xỉ. Ý, bị cô phát hiện rồi á? À, chuyên ngành của tôi là thiết kế thời trang. Bộ đồ này đều là do bạn tặng. Tôi rất tùy ý trong cái việc ăn mặc. Hả? À, bộ đầm mẹ tôi mặc là do cậu tặng phải không? Tập 54. Đúng là tôi không ngờ cậu tinh tế như thế. Cậu phải tôi tinh tế, cậu thấy ai sẽ gửi cho một người ở nông thôn cái bộ đồ hàng hiệu chứ? 2 vạn mỗi tháng cũng là do cậu gửi đúng không? Tại sao? Hô hết ra, lộ hết cả rồi à? Cậu lộ liễu như thế, cậu tưởng tôi ngốc sao? Cái cách xẻ thịt vịt ở toàn bộ Đức, ở toàn tụ Đức giống bố tôi, sau đó gọi mẹ tôi là chị dâu, còn có... được rồi, tôi thừa nhận tôi có quen biết bố cô. Vậy cậu nói cho tôi biết đi. Bố tôi ông ấy thật sự là chết cho tai nạn. Vốn dĩ để sau này có cơ hội sẽ nói với cô. Thật ra tôi và anh Thượng là chiến hữu. Anh ấy là binh chủng đặc công ưu tú nhất Trung Quốc. Anh ấy là người giỏi nhất trong đội. Người như anh ấy sao có thể chết vì tai nạn chứ? Anh ấy vì cứu tôi mới hy sinh trên chiến trường. Không có anh ấy thì không có tôi. Cậu muốn tôi đưa đến một nơi, đó là nơi nào? Chiến trường. Đã khuya rồi, con chưa chịu đổi phòng với mình. Chẳng lẽ họ ngủ cùng nhau thật sao? Nghe thử xem. Ôi, Thì, sao cô đột nhiên tới đây? Lẽ nào cô đơn quá hả? Cậu mới cô đơn đó. Tôi thấy cậu chưa qua nên mới... hả? Ý, đồ lưu manh, Thịnh Phi, mau đuổi cậu ấy đi. Ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Dù không bằng hàng tinh dạ, nhưng cũng được lắm chứ. Đây là đậu phộng, khoai lang, đừng ngại lấy thêm đi. Gì à, đủ rồi. Ai, mới ở lại có một ngày mà đã vội như vậy rồi sao? Mẹ à, đã bảo là họ có việc gấp mà. Tạm biệt dì. Dì à, lần sau chúng cháu sẽ tới chơi. Vương Tranh à, tối hôm qua cậu với Thịnh Phi đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nói với tôi đi, sáng nay ánh mắt Thịnh Phi nhìn cậu có gì đó không đúng. Nói đi mà, tôi tò mò chết đi được. Đừng có quậy nữa, tôi đang lái xe. Xe phía trước, đứng lại. Ý. Tôi nhắc lại, giảm tốc độ, dừng lại. Chuyện gì thế này? Tập 55. Có chuyện gì không? Hả? Chúng ta chọc vào thần thánh vương nào rồi? Ai biết chứ, có thể là vô ý chọc vào phải cái đầu rắn rồi chăng? Cậu tên là Vương Tranh. Thì sao? Người tôi cần tìm chính là cậu. Ôi, kính xe của tôi. Anh là ai? Muốn làm cái gì? Cho dù là sĩ quan,
thì cũng không thể tùy ý đạp xe của tôi chứ. Tôi là ai à? Thiếu tá trung đoàn phòng bị quân đội công tôn Trương Hồng Kỳ, anh trai tôi Trương Miêu Miêu, con trai của bí thư tỉnh ủy, có tìm tôi có việc gì chứ? Đừng có ở đó mà giả ngây giả ngô nữa, nếu không đua xe với em gái tôi, chân của nó bị làm sao gãy chứ. Hôm nay tôi muốn cậu phải nếm mùi đau khổ em gái tôi phải chịu. Anh biết cái gì chứ? Rõ ràng là Trương Miêu Miêu lôi kéo Vương Tranh đua xe, là cô ta thắng không được nên giở trò, Vương Tranh còn cứu cô ta khỏi nguy hiểm đó. Không phải Vương Tranh, cô ta có thể. Tránh ra, đừng có la hét bên tai tôi. Trương Hồng Kỳ, anh có tin hôm nay anh đẩy tôi, ngày mai tôi có thể khiến người đến đơn vị của anh bắt anh không hả? Địa bàn công tô, không có ai dám đụng vào tôi đâu. Trương Hồng Kỳ, anh quá hống hách rồi đó. Con trai bí thư tỉnh ủy thật sự lợi hại, nhưng cũng không thể chưa làm rõ việc mà đã phá hoại tài sản của người khác chứ. Tấm kính này anh bồi thường sao đây? Bồi thường? Vậy mày xem cái mạng của mày có giữ được hay không đã. Lưu manh, nói đánh là đánh. Vậy tôi ra tay đây. Sao thế này? Chỉ bị hắn đánh có một cái mà mình đã thấy đau rồi. Người này không đơn giản, không thể xem thường. Phải chốc tốc chiến tốc thắng để mày nếm thử chiêu này. Đội trưởng ra tay rồi, mau nhìn kỹ. Đại đội trưởng lâu rồi chưa động tay đó. Với cái tình hình của đại đội trưởng nhất định sẽ dùng toàn sức lực đánh bại đối thường. Sao có thể chứ? Hắn ta né được rồi. Ý. Đúng là đòn hiểm đó. Nếu tôi trúng đòn này, cả đời sống không bằng chết ha. Mày, trả lại cho anh đi. Ý chà, hót mạnh cái mày văng xa vậy. Đại đội trưởng, đại đội trưởng, đại đội trưởng, đại đội trưởng, anh có nghe thấy em nói gì không? Hơi thở của đại đội trưởng đang yếu dần. Hắn sao có thể mạnh tay với đại đội trưởng như thế? Dám đánh đại đội trưởng chúng tôi thành ra thế này, hôm nay mày đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây. Mấy người có mắt đã trưng à? Có mắt nào thấy mấy người? Con mắt nào của mấy người thấy tôi đánh anh ta chứ? Rõ ràng anh ta đánh tôi trước. Vậy thì sao? Cậu không bị thương, nhưng đại đội trưởng của chúng tôi. 5 người, mau đưa đại đội trưởng đến bệnh viện gần đây. Những người còn lại ở lại đây với tôi. Tôi xem ai có thể cướp súng từ tôi. Có lẽ cậu không biết, tôi thực sự rất ghét người của tổ quốc cầm súng chỉa vào mình. Liên quan gì đến tôi chứ? Nếu anh chịu trách nhiệm thì cứ việc nổ súng đi. Nhưng theo tôi nghĩ, sau khi Trương Hồng Kỳ tỉnh lại, sẽ không giúp anh lo cái việc này đâu. Chiến sĩ nổ súng tấn công người dân lương thiện sẽ có hậu quả thế nào đây? Ở tù 20 năm, 30 năm. Theo tôi, quân nhân của Trung Quốc đều là người nhà. Nếu như không phải tình thế bắt buộc, tôi không muốn đánh người nhà của mình. Cho anh 5 giây. Tránh ra. 1 2 Hắn nói đúng. Nếu mình nổ súng với cái tính cách của đại đội trưởng, anh ta sẽ không bảo vệ mình, có lẽ còn trách mình. 3 Không thể lấy bản thân của mình ra đánh được. Đánh cược. Tôi từng là quân nhân trung ý, tôi nói với anh một câu, anh nhất định phải nhớ kỹ. Đừng bao giờ dùng súng chỉ vào chiến hữu của mình. Thì, đi thôi. Được. Đại đội trưởng bị đánh thành ra thế này, sao có thể để dễ dàng để hắn đi chứ? Dù anh có nổ súng hay không, cứ gán cho hắn một cái tội danh không phải là được sao? Triệu Hải Minh, dừng tay. Bắn rồi. À. Ý. Đừng có khiêu khích tôi. Hả? À, lúc nãy cậu nổ súng rất ngầu đó, xa thế mà cậu cũng nhắm chuẩn thật. Việc này chẳng có gì đáng ca ngợi cả.
Nếu anh ta không phải quân nhân Trung Quốc thì phát súng vừa nãy của tôi, bàn tay của anh ta cũng không còn. Thế thì cậu đã gây thù với Trương Hồng Kỳ rồi, sau này anh ta sẽ đến thủ đô tìm cậu gây rối thì sao đây? Ha, yên tâm đi, Trương Hồng Kỳ chưa tới nửa năm không thể bước xuống giường. Cái xương ngực bị gãy, phổi bị thương nặng, dễ gì khỏi được chứ. Ừ, tốt quá rồi. Được, tôi biết rồi. Vương Tranh, tìm được Lưu Huy Vĩ rồi. Bây giờ Ngụy Văn đang sắp xếp người bí mật đưa ông ta từ nước Y về. Nhưng ông ta không chịu mở miệng. Ngụy Văn tra hỏi vẫn chưa được thông tin gì. Ngụy Văn bảo chúng ta về xử lý ông ta. Được, vậy chúng ta mau về, một khắc cũng không thể chậm trễ. Tập 57. Phó Tổng Vương, cuối cùng hai người cũng về rồi. Phó Tổng Vương, ông ta chính là Lưu Hy Vĩ. Phó Tổng Vương, cho dù các người có đổi ai đến thì tôi nói rồi, tôi không biết gì cả. Thật là cứng đầu. Thi, Văn Thảo, hai người ra ngoài trước đi. Giới thiệu với ông, tôi tên là Vương Tranh, vừa mới nhận chức Phó Chủ tịch Cự Dung Quốc tế. Thứ lỗi cho tôi nói đi thẳng vào vấn đề. Lúc đầu tại sao ông lại rời khỏi công ty Triệu rồi? Tại sao phải nói cho cậu biết chứ? Tôi thật sự không hiểu, làm sụp đổ Cự Dung có lợi gì với ông? Cái con chip bên Triệu lợi tất nhiên là do ông để vào. Nếu không thì tại sao ông lại đột nhiên từ bỏ công việc lương cao trốn đi nước Y chứ? Tôi đến nước Y để học tập chăm sóc con gái đại học, không có lý do gì khác. Tôi thấy ông là một người có IQ cao, nhưng những người IQ cao thì cái EQ của họ rất thấp. EQ là cái gì? Hoặc nói thế này, con người lúc phải đối mặt với việc chọn một trong hai thì sẽ không đưa ra được lựa chọn không tỉnh táo. Trước giờ tôi vẫn luôn tỉnh táo. Thế à? Tại sao người khác cho ông một chút lợi ích, ông chẳng hề do dự phản bội công ty đào tạo mình chứ? Tôi nhìn ra được, cậu chỉ muốn tạo ra cái bẫy để tôi nhảy vào mà thôi. Tôi không dễ mắc lừa đâu. Hoặc là nói nguyên nhân ông phản bội là vì con gái ông. Hả? À, không giấu gì ông, công việc trước đây của tôi là binh chủng đặc công, rất có kinh nghiệm trong việc phỏng vấn, càng giỏi hơn trong cái việc đoán nét mặt. Lúc này tôi hỏi ông tổng cộng 7 câu, nét mặt của ông đều không giống nhau. Thật ra không cần xét cái câu trả lời của ông, nét mặt của ông cũng đã trả lời tôi rồi. Ông Lưu, người ông thật thà, có thể nói mọi chuyện với tôi được chứ? Tôi không có gì để nói cả. Ông Lưu, đây là con gái ông đang đi học ở nước Y phải không? Tình, cậu theo dõi con gái tôi, đừng động đến con gái tôi, nó là tất cả của tôi. Ban đầu cái đám người đó dùng con gái ông để uy hiếp ông, ép ông rời khỏi quê hương phải không? Xem cái này đi. Những người này là... Đương nhiên là những người này dùng con gái ông để khống chế. Lương trước việc nếu ông giở trò, con gái ông sẽ móc ngoặc. Bọn họ tại sao lại làm như thế? Đừng vội bi quan, gặp được tôi là may mắn cho ông đó. Những nguy hiểm tiềm ẩn này tôi đã thay ông xử lý rồi. Coi như là báo đáp tôi. Nói với tôi, tại sao bọn họ không trực tiếp ra tay với ông, mà lại dùng con gái ông đòi uy hiếp? Rốt cuộc có bí mật gì? Tôi có kỹ thuật liên quan đến kỹ thuật lỗi lọc. Tôi có cách làm lỗi lọc hao tốn nguyên liệu thành cái loại hao tốn không hao tốn nguyên liệu, có thể sử dụng mãi mãi. Đây là điều họ muốn là có được, cái loại sản phẩm không tiêu hao nguyên liệu. Nếu cái lỗi lọc trở thành sản phẩm không tiêu hao nguyên liệu, công ty Triệu Lợi nhất định sẽ đóng cửa, việc kinh doanh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Xem ra ông hiểu rõ cái việc liên quan đến mấy lọc nước Mỹ Diệu. Nói được một nửa rồi lại không nói nữa, thật khiến người khác mất hứng mà. Xem cái này đi,
rồi ông sẽ quyết định có nên nói hay không. Sao, sao có thể chứ? Tập 58. Tỉnh tỉnh, sao con lại ở đây? Bố. Khóc rồi. Rốt cuộc các người muốn gì? Ông cũng thấy rồi đấy, tôi có thể bảo vệ con gái ông, vì vậy ông không cần phải lo lắng nữa. Có điều, còn về điều kiện của tôi rất đơn giản. Thứ nhất, ông làm việc vì Cự Dung, chúng tôi sẽ bảo vệ con gái của ông. Thứ hai, nói cho tôi biết mọi thứ ông biết, tôi muốn tìm ra ai là kẻ đứng đằng sau. Được, tôi đồng ý. Chỉ cần con gái của tôi an toàn, chuyện gì tôi cũng làm. Nói chuyện với người có IQ cao đúng là tiết kiệm được sức lực. Ông yên tâm, Cư Dung sẽ không đối xử tệ với ông đâu. Trợ lý Nghị, những việc còn lại giao cho cậu. Phó Tổng Vương yên tâm, mọi thứ sẽ thuận lợi. Lại một lần nữa phải cảm ơn cậu rồi. Đừng khách sáo, ai bảo tôi là phó chủ tịch của Cự Dung cơ chứ. Hiện tại bố của cô đã chuyển biến tốt rồi. Kết quả của chuyện này chưa xác định, không chừng là đối thủ mạnh. Vẫn chưa có gì cả, bây giờ tôi vẫn dựa vào cái việc truyền nước để dùng duy trì mạng sống. Tôi chỉ có thể mong ông ấy vĩnh viễn đừng như thế này. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Tôi luôn bên cạnh cô. Chúng ta tranh thủ thời gian trước đó bố cô tỉnh lại, giải quyết ổn thỏa tất cả mọi việc, còn làm cho Cự Dung một ngày mạnh hơn. Vương Trân, cảm ơn cậu. Có cậu ở bên thật là tốt. Cái gì? Cô nói tôi đẹp trai nhất thế giới á? Đáng ghét, nghiêm túc không được 3 giây. Tôi đi làm việc đây. Thật cậu hiểu nội phụ nữ mà. Trương Minh Kỳ, công sở Tây Long. Món của hai vị đây. Có thể từ lúc tôi ra đời đã không làm người của tầng lớp thượng lưu mặc vest ăn cơm, còn phải chú ý cách ăn uống làm cho tôi khó chịu quá. Nơi này không bằng núi Bạc Lương, ở đó có thể thoải mái ăn uống. Mỗi người có một ý chí riêng, hoặc sau này cậu làm quen được rồi, có khi lại chán thức ăn bên lề đường cũng nên. Cậu xem, những người trong nhà hàng này có bao nhiêu người đã từng ăn quán lề đường chứ? Thế thì bọn họ thật giả dối, không giống tôi kiên trì ngay thẳng. Nếu không phải người đẹp hẹn tôi đến đây, tôi nhất định sẽ không bước vào những nơi như thế này. Đừng nói là nói thế chứ. Tôi tìm cậu là muốn báo cáo về kim cương hư ảo. Ở thủ đô tôi đã chọn được 14 cửa hàng ở vị trí trung tâm. Sau khi bàn xong về tiền thuế, tiền hành trang trí, còn với việc đẩy mạnh quảng cáo trên báo, trên tạp chí, phải giảm giá không ít để cạnh tranh thương hiệu đá kim cương như nhà họ Tô. Mặc dù số lượng tiêu thụ đá kim cương ở nhà họ Tô ổn định, nhưng đây là hoạt động cạnh tranh trên thị trường, cho dù tôi thiên nhiên cũng không thể trụ lâu. Câu hỏi danh là chủ tịch của hội đồng quản trị của tập đoàn Lam Hải, nói đến chuyện làm ăn cứ như một người khác vậy. Không ngờ lại gặp Minh Kỳ ở đây, lẽ nào cô ấy đang hẹn hò với Vương Trấn? Con nói còn cười, thật chả ra làm sao. Thiên nhiên, em về rồi đây. Anh đang làm cái gì thế? Thiên nhiên, anh đi đâu vậy? Đập bàn coi. Thật là có duyên dĩ Vương Trấn, lại có thể gặp được cậu ở đây. Thiệt là trùng hợp nhỉ. Tôi và Minh Kỳ hẹn ăn cơm ở đây, không ngờ lại gặp được cậu Tô. Đã có duyên thế chi bằng bốn người chúng ta cùng ngồi ăn chung một bàn. Tôi đồng ý ngồi cùng một bàn với cậu, nhưng tôi không thích người phụ nữ này. Anh tưởng tôi thích anh à? Lần trước làm hư dây thắt lưng của tôi, tôi còn chưa tính sổ với anh đó. Xong, cũng nhờ chuyện xấu hổ kia, bây giờ ông Tô cực kỳ xem trọng tôi. Hải Tình rất hiểu chuyện, vào thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra vì Thiên Nhiên, khá lắm, ông rất thích cô. Mình nói đến mức đó rồi mà cô ta vẫn có thức cười.
Người phụ nữ này thật sự khiến người ta càng nhìn càng ghét mà. Cậu Vương, việc lần trước là do Hải Tinh kích động. Ly rượu này coi như tôi xin lỗi cậu. Lần này cậu đến thủ đô, mọi người xem như không đánh không quen biết, kết giao thêm một người bạn. Tôi không hiểu, kim cương hư ảo bên tôi là đối thủ cạnh tranh với bên cậu. Chúng ta cần phải phân chia thị trường, tại sao trở thành bạn chứ? Kinh doanh là kinh doanh, bạn bè là bạn bè, chuyện nào ra chuyện đó. Vậy phải xin lỗi cậu rồi, tôi không thể giả dối như vậy được. Tính tình cậu Vương thẳng thắn thực sự là một người thú vị. Đột nhiên nhớ ra, tôi còn có một số việc cần phải xử lý, không làm phiền hai người nữa. À đúng rồi, ngày 21 tháng sau là sinh nhật của ông tôi, Minh Kỳ cô nhất định phải đến đó. Thiên nhiên, đi chậm thôi, đợi em với. Tiệc sinh nhật của ông Tô Vương Trành, cậu thấy tôi có cần đến hay không? Ôi, bỗng chết tôi rồi, cái đồ đáng chết này. Chuyện gì thế? Hình như là người phục vụ không cẩn thận, lòng đổ nước lên người anh ta. Cũng không đến nỗi hành động như thế chứ, tên này ác thiệt đó. Xin lỗi, tôi không phải cố ý. Bắt người khác khom lưng quỳ gối không thể đổi lại sự tôn trọng của người ta đâu. Trái lại đã là đàn ông, lúc cần phải kiên cường thì phải biết kiên cường. Lại đây, tôi chỉ cậu làm thế nào. Đó, như vậy đó. Hả, mày muốn chết phải không? Mày đang làm cái gì vậy? Đương nhiên là dạy người khác cách làm người rồi. Nơi đây là địa bàn của người Trung Quốc, dễ gì để anh láo sượt như vậy. Hôm nay mọi thiệt hại ở đây, tôi sẽ bồi thường, đồng thời xin lỗi người phục vụ. Buồn cười, một con khỉ mà muốn ra mặt thay con khỉ khác. Tao sẽ mày có tư cách đó không? Cú đấm của tên này lực không những mạnh, tốc độ cũng cực nhanh. So với Trương Kỳ Hồng, quả thực là một sự khác biệt lớn. Mỗi đòn tấn công của hắn ta đều mang sát khí. Nếu chỉ khổ luyện đơn thuần tuyệt đối không thể đạt đến lời sát thương này. Nhất định hắn ta đã trải qua độ máu. Một cao thủ ngoại quốc thế này, tại sao lại đến Trung Quốc chứ? Trong nhóm người có thể đấu với mình chưa tới hai con số, hôm nay ở đây lại gặp được nhân vật lợi hại. Trung Quốc không phải dịch là cái nôi phát triển võ thuật ngọ hổ tàn lộc. Mày nè, tốc độ và thân thủ thế này, cậu là người của trường quân đội ám dạ? Tập 60. Trường quân đội ám dạ không phải đã nói rõ rồi sao, sẽ không đặt chân vào phương Đông phải không? Lẽ nào mấy người làm trái đi hiệp ước phương Tây hắc ám thế giới? Hổ, báo và long. Phương Tây thế giới có 3 tổ chức hắc ám lớn, trường quân đội hắc ám này là một trong số đó. Vì 3 nhóm không thể một mình chiếm lấy phương Đông, vì vậy phương Tây thế giới có một điều luật bất thành văn, không thể bước chân vào phương Đông. Cậu ta là ai? Cả đời người bình thường không bao giờ tiếp xúc với thế giới mà không nhìn thấy ánh sáng, chứ đừng nói là dựa vào động tác có thể phán đoán mình là người của trường quân đội. Người này không đơn giản, chuông là thượng sách. Chạy đi đâu? Hả? Nhanh lắm. Đây là tầng 7. Anh ta nhảy xuống thì không thấy đâu. Lẽ nào bay lên trên rồi? Không, anh ta trúng thuốc mơ của tôi. Trong vòng nửa phút, nhất định bại liệt vô lực. Hiện giờ không thấy anh ta, nhất định là có người tiếp ứng rồi. Nói như thế tôi có chút sợ hãi đó. Sao đây, cần đuổi theo không? Không cần đâu, chắc chắn đuổi không kịp rồi. Hơn nữa tôi phải hộ tống đại mỹ nhân về nhà. Nói nhiều. Jimmy, đã nói rồi đừng có kích động. Trung Quốc ngọ hổ tàn lộc, mày ti tiện hành động như vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hiệu trưởng. Cường,
Tao nghĩ chúng ta gặp rắc rối rồi. Vừa nãy tao đánh nhau ở đó, cái tên đó võ công lợi hại, ám khí cũng khá. Điều quan trọng nhất là hắn chỉ dựa vào chiêu thức liền nhận ra tao là người của trường quân đội. Sao có chuyện như thế được? Lễ nào ở Trung Quốc cũng có người của tổ ba tổ chức. Tao tạm thời không có cách nào phán đoán. Hôm nay là do tao lỗ mãng. Hiệu trưởng phái mày đến giúp tao, sau này đừng có hành động một mình. Phương Đông không như phương Tây, nếu như gây chuyện, hậu quả mày tự chịu. Tao biết rồi. Không phải muốn đưa tôi về nhà sao? Thì đó, đi bộ đưa cô về nhà. Câu nói đó sao nhỉ? Sau khi ăn đi 100 bước có thể sống tới 99 tuổi. Mày còn nghĩ đến việc sống đến 99 tuổi sao? Hả? Bọn mày là ai? Muốn gì? Chà, cầm cây gậy không à? Mày không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết người muốn bọn tao xử mày là được rồi. Anh Kim, bên trên chỉ nói là xử người nam, thế cô gái kia chúng ta xử lý thế nào đây? Lên, xử tên nam, nữ thì chúng ta còn hưởng. Vương Tranh, người phụ nữ của tôi, có đừng căng thẳng chứ. Ai là người phụ nữ của cậu chứ? Lên. Làm sao đây? Bọn chúng xong lên rồi. Còn sao nữa? Bắt giặc thì trước hết phải bắt chủ tướng của nó. Tóm được cái thằng đầu rồi. À, Tả tao ra, anh em đâu, mau đến cứu tao. Mày thấy ai có thể cứu nổi mày chứ? Hả, bộ ngộ sao thế? Mày đã làm gì? Mày không cần biết nhiều, chỉ cần nói với tao, bọn mày là do ai phái tới.